Thôi chứ bây khổ xa nắng này nắng anh lưu muốn anh ao đọc bây khổ xa mua chết thế nào sáng thì chở phát được hết hết 30 phần rồi 35 bây giờ còn lại mớ ở nhà chở đi tiếp. Cái này mình chở xe được 4-5 bao vậy đó rồi chở đi phát tiếp. Em vé này tên gì? Cái gì? Nói nhau xíu vậy? Con Dương Nguyễn Nhi. À, bữa nay con đi đâu vậy? Con đi làm từ thiện hả? À, em này nữa nè. À, em này nè, đẹp không? À, giống con người Nhật quá à. Hả? À, con phải con người Nhật không? Phải luôn. Bữa nay có em bé đi cho gạo từ thiện đó nha bà con. Hôm nay mình chạy ở bờ kinh 16. Có mấy đứa cháu mới chạy ở sau á. Bữa nay tụi nó đi chung luôn. Phát bữa nay là coi 500 kg, 50 bao được 50 hộ. Hả? Của ai thưa ai? Thưa ai? Cười lên nhỉ? Mai ở trên này. Mai hả? Ờ Mai. Mai thưa ai? Nè, tại vô có nè. Vô hết. Nè, mau vô nè. Trời ơi, chứ để nó ướt rồi hết chạy luôn á. Cái đường đó mà nó bị ướt. Nè, ôi. Nè, cho nó. Đục ở trong đó là chút nữa đất sét nó ướt là chạy hết được luôn. Cái đó là cái chuồng bò hay cái gì của người ta. Này tre đấy. Này kia ăn cò ấy nó vô một bãi quá nè. À, lấy bên đó đi. Nó đây cho ngộ à. Đấy mình vô à nè. Ok ly tay na tiếp. À không ơi. Rồi, bây giờ đi ra lại. Từ nay mau nó. Ừ, cho bao à, ngay bán ấy ơi. Mau à, ngay bán ấy ơi. Nó ăn hết cho mau ra ngay đâu. Tao chui tao hai gì nó mua. Gì dính mồm luôn á. Dạ.
cái áo cái chuối dương á, cái men chăm dương á nè. Cái men chuối dương chuối khá lâu. Bán lươi nè. Anh ấy bỏ kế đấy, kia ông ta xong kế à. Ờ, dê nè nấu. Dê nó ngon. Ủa sao mùi hả dân lâu ai. Mùi hả ơi, cậu vân lên mùi hả. Ủa, thật lắng rồi. Mấy mấy người rồi chú. Có hai người thôi. Thấy thấy dê nó nghe. Dạ. Ờ, dê nó mùi, mùi ta này mùi. Nó, vô khăn nó, tay vô khăn nó. Cho mẹ này ra đây nè, đây nè. Rồi bây giờ mình vô chùa hang chẳng bán á nữa. Achun po ấy kia đây à. À, xa thuộc xa thuộc mà. Cho mình bả rồi. Cho mấy người già già ấy không. Nè, con còn gạo không? Ấy đưa cho bà đi đặng còn chạy vô trong. Biết rồi, con ơi lại đây nè con ơi. Ủa cái gậy cho đâm đi đâu rồi kìa? Tôi bưng vô cho bà vô trong đi. Dạ, mới bữa hổm được 10kg, bữa nay thêm 10kg nữa là ngon rồi nha. À, đừng có gặp. Đừng gặp. Đừng gặp mặt tôi đòi nữa nha trời. Bữa hổm mới đem vô cho 10kg nhớ không? Nhớ, nhớ, à. Trời không có quên đâu. Bữa nay xí nghiệp qua xí nghiệp ở trên đó người ta cho. À, tụi con cho bạn Lý Thảo, của ít lòng nhiều. À, con mạnh giỏi nha, rồi cho mang ơn hết. Chú Hoa này cũng mang. Bạn rồi, bà gác những Phật nha. Người Việt ba, trong thôi nặng ba thứ. Bà hồi Tết nè, đây nè, bà đi đái đây nè, con ơi, nó sâu bà ha. Rút mặt vậy mà nó lên ngồi trên, nó đè à. Tụi con chưa vét để mưa nha bà. Rồi. Đè à, nó đè à, lên ngồi đè à. Rồi, thôi đi nha. Nè, đi đi. Bà, cái bàn này, có cái bàn không bà? Cái bàn hả? Dê, có bàn này nè. Tặng dưới á. Cái độ xây... Thôi, dạ, có cái nằm được, có cái dưới không? Có.
cái này là cái khu tái định cư của cô Tô. Đó, cái này người ta chia một ôm tia. Đó, ai ta chú anh chở nó ban này ta tê hải nơi co chở nó. Ôm anh ôm giúp anh. Ừ. Sốc bữa áp sốc bài thơm mấy dồn coi. Dạ dạ. Của anh ngủ. Bài tật ai nở? Dạ. Hộp bài nở? Nè, bông slo sẵn mê. Ngày này slo ấy? Slo mà chú, chú tay. Ây ô, slo mà chú chân anh phó nha. Chà, thơm chú tật quên á. Ủa, anh ấy chọn bàn kẹo át. Nó, nó ta xua nó. Vô kẹo vậy? Slo mà chạy bát đấy, ngực bao mày bay nó. Ấy, áp đà cho con ta. Rồi. Nè, nè, nè. Vô có nè. Ôi à, Khang này tên nào ấy? À, này tên nào ấy? Tên này à? Quê nhà tôi ơi, con đường quá ngó. Mình phải đá nè, tên đấy. Ừ. Thôi rồi. Vô có à? Hả? Hả? Ai ai tới rồi, ai hay đó hả? Đấy, trong ba nó kéo đây. Tới vô không có đâu. À, nó tiếp. À, nam toàn ban đây hả? Rồi. Nè, nè, nè. Ừ. Hồi xa là của xa na tiếp. Hãy trong bán đó hả? Nè. À, con. Ừ.